Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ và hôm nay thì em lại tiếp tục mang tới cho anh chị và các bạn một mẫu xe quốc dân đang được rất nhiều bác yêu thích và yêu cầu em tìm kiếm. Đó là một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0e sản xuất là 2018, xe lắp ráp trong nước, xe có ngoại thất là màu đen, nội thất của chiếc xe thì cực kỳ đẹp với trang bị nội thất của chiếc xe là màu kem. Xe đơn vị bán ra thì luôn cam kết cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định để kiểm tra. Địa chỉ xem xe thì anh chị và các bạn có thể qua Việt Tuấn Auto, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để có thể là lái thử và cảm nhận. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân, biển thành phố và chính xác là biển Hà Nội. Chính chủ sử dụng anh chị nhé. Đấy các chi tiết của chiếc xe nó rất là đẹp ạ được chủ xe rất là giữ gìn cẩn thận lốp đáp của chiếc xe còn theo xe một dàn và còn rất là dày và đẹp lốp sơ cua chưa hạ bảo dưỡng định kỳ đầy đủ full lịch sử bảo dưỡng tại hãng để anh chị bạn có thể check kiểm tra mang ra gara bất kỳ trên toàn quốc và có hỗ trợ uh, chợ sao xe trên toàn quốc anh chị nhé nếu các bác nào đang có nhu cầu ở xa cũng có thể liên hệ em em sẽ gửi thông tin chi tiết và xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho các bác lên tới 70% giá trị xe để rõ thông tin cụ thể về chiếc xe thì anh chị và các bạn hãy liên hệ em. Em sẽ gửi chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan qua chi tiết về phần đầu xe. Với phiên bản 2018 thì nó đã trang bị đèn bi đôi rồi. Với năm 2017 thì nó vẫn chỉ là một đèn bi thôi. Nhìn chi tiết đèn sương mù dạng halogen. Và có trang bị mâm đa chấu hộp kim. Hình chữ V. Đấy, các bác có thể thấy rất là đẹp ạ và đây là đến lốp của chiếc xe anh chị nhé tuần thứ 21 năm 2018 chủ xe thì đã lên bộ cam 360 rồi cùng rất nhiều đồ chơi khác trên chiếc xe này để mà xem chi tiết cụ thể thì anh chị và các bạn hãy qua cửa hàng em sẽ gửi chi tiết cụ thể cho anh chị và các bạn có thể tham khảo ở phần đuôi xe thì nó có trang bị cụm đèn hậu cũng như là các chi tiết như cảm biến đùi cam đùi giúp cho anh chị và các bạn có thể lùi xe trong những cái khung đường nó bị chật hẹp và khuất tầm nhìn một cách dễ dàng và có thể thấy những chi tiết đường gân góc cạnh của chiếc xe nó vẫn giữ được trong tình trạng hoàn hảo không hề có hiện tượng gò hàn lại và đây là cái phần cánh phụ à đây là cái phần cánh ở à, hàng ghế thứ hai của khoang ngồi hành khách có trang bị bọc da rồi những phần bọc gỗ ốp gỗ này và bậc lên xuống thì đã được chủ xe ốp đi lốc rồi để chống xước cũng như là bảo vệ cái phần bậc lên xuống nó có trang bị bệ tì tay đầy đủ cũng như là cửa gió điều hòa ghế thứ hai ở phía bản này hơi tiếc một chút thì nó sẽ không có cái cửa sổ trời anh chị nhé chủ xe thì cũng đã rất là cẩn thận trang bị thêm một nốt thảm trải sàn cùng với màu nội thất của chiếc xe để giúp cho nó sạch hơn và cũng như là tạo thẩm mỹ ở chiếc xe đây là phần cánh lái này để chi tiết các bác có thể thấy Từ những các phim bấm điều chỉnh Rồi phía chỉnh gương Tay nắm cửa, mạ trôm Từ những cái phần này các bác có thể thấy Bật lên xuống rồi Ghế chỉnh điện đây Chất lượng ghế ra thì các bác có thể thấy qua thì Xe trải qua hơn 4 năm sử dụng rồi Nên mọi chi tiết của chiếc xe Nó vẫn còn giữ được trong tình trạng rất đẹp Từ những cái phần ốc bản lề, ốc cánh cửa cho ta thấy nó không bị đâm va ghế ra thì nó chỉ có với chiếc xe này thì nó cũng chỉ có mờ nhạt theo năm tháng thôi đây là số km thực tế xe đã làm bánh anh chị nhé hơn 43 000 bộ lăng tích hợp các phí điều chỉnh chức năng rồi màn hình đã được chụp xe lên màn hình Android rồi có thể chỉ duyệt web rồi cũng như là xem YouTube các à, tính năng tiện ích rất là nhạy nhàng và những cái phần cần số rồi là bệ tì tay cũng trang bị đầy đủ để chất lượng ghế ra ghế lái và ghế phụ em quay rất là rõ và em sẽ mở cái phần nắp cabo lên để mời anh chị và các bạn cùng quan sát để kiểm tra xem xe nó có hoàn hảo hay không Đấy. các bác có thể thấy qua từ những chi tiết ốc ác của chiếc xe để anh chị bạn thấy, thấy rõ và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Toyota Camry 2.0e phiên bản này là phiên bản lắp ráp trong nước sản xuất là 2018 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn trong khoảng dưới 800 triệu để rõ thông tin cụ thể thì anh chị và các bạn có thể liên hệ hoặc qua địa chỉ là 562 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội để có thể là lái thử Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ Xin chào và hẹn gặp lại